10 công dụng và lưu ý khi dùng cây ngô đồng trong chữa bệnh. Nghe đến tên gọi cây ngô đồng, nhiều người thường nghĩ đây là một loại cây lương thực. Nhưng thực tế đây là một cây thuốc nam với nhiều công dụng chữa bệnh tốt cho sức khỏe. Và bài viết hôm nay mình chia sẻ với các bạn 10 công dụng và lưu ý khi dùng cây ngô đồng. Cây ngô đồng là gì? Cây ngô đồng là một loài thực vật có hoa nằm trong họ cẩm quỳ, bao gồm hai loại cây ngô đồng, đó là cây ngô đồng làm cảnh và cây ngô đồng thân gỗ. Cây ngô đồng làm cảnh hay được gọi một số tên khác là sen lục bình, sen núi. Tên khoa học của cây ngô đồng đó là Satropha bagorea, họ thầu dầu. Cây ngô đồng thân gỗ hay còn có tên gọi khác là cây bo rừng, trơm đơn. Tên khoa học của cây ngô đồng thân gỗ là Phimiana simplex, loài cây thuộc họ trơm. Cây ngô đồng có thể được thu hái quanh năm. Các bộ phận được sử dụng đó là phần vỏ, thân và lá cây. Thành phần của cây ngô đồng. Người ta tìm trong thành phần của cây ngô đồng đó chính là một chất chứa dầu có hàm lượng 40%. Theo đông y, rễ cây ngô đồng có vị đắng, tính mát, lá có tính bình, vị ngọt. Tác dụng chữa bệnh của cây ngô đồng làm cảnh. Thứ nhất là hỗ trợ chữa trị nhọt, có mủ. Dùng 1 đến 3 lá ngô đồng rửa sạch. Sau đó cho thêm một ít muối rồi giã nhuyễn để đắp lên nốt mụn. Sử dụng băng gạc sạch để cố định lại khoảng 2 đến 3 giờ. Mỗi ngày làm một lần và thực hiện liên tục trong 3 đến 5 ngày. Kết quả phần mủ sẽ được hút sạch và khỏi. Hỗ trợ chữa mụn nhọt mới sưng. Ngắt một búp lá cây ngô đồng để cho nhựa chảy ra. Lấy phần nhựa này bôi lên nốt mụn và vùng da xung quanh. Khi nhựa khô thì tiếp tục bôi thêm một lớp nữa. Cứ bôi liên tục nhiều lần, nhựa sẽ giúp giảm sưng, giảm viêm và tạo mủ. Thứ ba, chống nhiễm trùng cho vết thương. Các vết thương nhỏ do bị đứt tay, chân có thể dùng nhựa cây ngô đồng bôi trực tiếp lên vết thương. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng cho da. Sau một thời gian thực hiện, vết thương sẽ nhanh chóng khỏi và không để lại sẹo. Thứ tư, bồi bổ sức khỏe cho nam giới. Sử dụng phần thân cây ngô đồng thái mỏng rồi đem phơi khô. Sau đó tiếp tục sao vàng để ngâm rượu khoảng 3 tháng là có thể dùng được. Mỗi ngày uống khoảng 20 ml. Tác dụng của cây ngô đồng thân gỗ. Hỗ trợ chữa trị bệnh trĩ, loài dơm. Dùng phần vỏ cây phơi khô, đốt ruồi rồi trộn với dầu. Sử dụng hỗn hợp này bôi vào hậu môn nơi bị trĩ. Trừ phong thấp và thấp khớp. Dùng khoảng 15 đến 30 gram rễ cây ngô đồng để đun lấy nước uống. Chữa thủy phủng. Sử dụng khoảng 10 đến 15 gram hoa ngô đồng để sắc lấy nước uống, hoặc có thể dùng hoa tán bột uống cũng có tác dụng hỗ trợ trị bỏng lửa và bỏng nước. Hỗ trợ điều trị huyết áp cao, mỡ máu cao. Dùng 10 đến 15 lá ngô đồng đem sắc lấy nước uống trong ngày. Nhuộm đen tóc. Dùng vỏ cây ngô đồng rửa sạch, đem phơi khô, đốt cháy rồi trộn cùng với dầu để nhuộm tóc bạc. Và có một câu hỏi là cây ngô đồng có độc không? Mặc dù đem lại nhiều tác dụng trong chữa bệnh, nhưng chỉ sử dụng tốt phần thân, lá, nhựa. Một số nghiên cứu cho thấy quả và hạt của cây ngô đồng khá là độc, do trong hạt và quả có chứa chất curin, đây là một chất rất độc. Chất này có thể gây tình trạng ngộ độc, gây bệnh ở gan và hệ tiêu hóa. Trẻ nhỏ nếu chẳng may ăn phải hạt của cây ngô đồng sẽ bị tiêu chảy, nôn ói, đau bụng, bỏng rát ở họng. Những trường hợp ngộ độc nặng có thể bị ức chế hệ thần kinh trung ương, rối loạn tim mạch và xuất huyết tiêu hóa. Nếu như gặp phải các triệu chứng này, cần phải tìm cách để bệnh nhân nôn ra ngoài càng nhiều càng tốt.
sau đó nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời. Và cái bài thuốc từ cây ngô đồng chỉ mang tính chất tham khảo, trước khi áp dụng điều trị thì cần thông qua ý kiến của bác sĩ để tránh cái tình trạng mà cái đáng tiếc không xảy ra, bởi vì tùy theo cơ địa của mỗi người, trước khi sử dụng thuốc dược liệu chúng ta phải thăm khám bác sĩ xem có mình có hợp với cái loại dược liệu này hay không. Ngoài cái công dụng về sức khỏe của ngô đồng, người ta trồng trong nhà với công dụng làm đẹp không gian xung quanh và để trang trí nhà cửa. Bạn cũng có thể sử dụng cây này để làm quà tặng bạn bè, đồng nghiệp cũng rất là hữu ích. Với cây ngô đồng thân gỗ, chiều cao cùng với tán lá to, dày sẽ giúp che mát vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, gỗ của cây khá là nhẹ và thường được dùng làm nhạc cụ bởi âm thanh tạo ra khá vang và trong. Ý nghĩa phong thủy của cây ngô đồng. Cây ngô đồng vô cùng nổi tiếng trong văn hóa của Trung Quốc. Cây khi trưởng thành vô cùng cao lớn, vững chãi, mọc thẳng đứng. Cây chỉ gồm một màu xanh tươi tốt, mang lại thanh tịnh, tao nhã nhưng vẫn rất kỳ vĩ. Người xưa thường có câu, trồng cây ngô đồng, phượng hoàng tất sẽ bay đến. Vì chim phượng hoàng là loài quý hiếm, cho nên người ta tin rằng sẽ gặp được may mắn, cát tường khi trồng cây trong nhà. Ngoài ra, tác dụng của cây ngô đồng thường được sử dụng chữa các vết thương ngoài da và giúp cho da không bị nhiễm trùng do các vết thương gây ra, như đứt tay hoặc bị lở thì có thể dùng thuốc từ loại cây này để bôi trực tiếp lên da, nhanh chóng lành lại và không có sẹo. Hơn nữa, nhựa của cây ngô đồng còn có trị mụn và giúp chữa một số mụn nhọt, mụn mủ trên da. Ngoài ra thì dược liệu này còn bồi bổ và tăng cường sức khỏe rất là tốt. Trong phong thủy, nhiều người nghĩ ngay đến hình tượng phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng. Thì ngô đồng được coi là một cây gỗ quý và có giá trị linh thiêng. Trong cây ngô gần nhà sẽ mang lại cát tường và tài lộc đến cho gia đình. Người xưa đồn rằng phượng hoàng già sẽ về đậu trên cây ngô đồng. Vì vậy, có một cây ngô đồng trồng trong sân sẽ có rất nhiều ý nghĩa phong thủy tốt. Bên cạnh đó, phượng hoàng là một trong tứ thần thú nên cây ngô đồng cũng có tác dụng khắc chế tà ma và xui đuổi chí khí xấu. Cây ngô đồng có sức sống mạnh, nhựa cây dồi dào, cây lại có nhiều tác dụng chữa bệnh tốt, nên nhiều người cho rằng cây ngô đồng sẽ đem lại sức khỏe và tuổi thọ cho con người. Và mình chia sẻ cho các bạn về cái chăm sóc cây ngô đồng như thế nào. Đây là cái phần chia sẻ thêm một chút xíu ha các bạn. Thì cây ngô đồng trước khi mình trồng và chăm sóc thì mình phải chọn một cái loại đất trồng. Thì cái loại đất này là một cái loại đất đầy đủ dinh dưỡng, thì cái hoa của nó sẽ nở to và đẹp hơn. Thứ hai là về việc tưới nước. Thì cái cây này nó không có nhu cầu là tưới quá nhiều. Các bạn tưới vừa phải thôi, và tưới cho cây một lần quanh gốc là đủ. Thứ ba là ánh sáng. Cây ngô đồng có các lá to nên rất dễ hiểu việc đây là loại cây ưa ánh sáng, nên trồng các vị trí thoáng đãng, nhiều ánh nắng như sân nhà hay trên ban công. Sâu bệnh. Nhựa cây ngô đồng có thể giúp cho cây phòng chống được các sâu hại tấn công rất là tốt. Vì vậy, bạn chỉ cần phòng tránh các cây bị bệnh. Nếu phát hiện lá cây bị vàng úa thâm đen thì cắt bỏ chúng và phun thuốc cho cây. Đó là những cái công dụng của cây ngô đồng và ý nghĩa trong phong thủy của cây ngô đồng. Ngoài ra thì mình chia sẻ thêm một chút xíu về cách chăm sóc cây ngô đồng cho nó tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like, subscribe, đăng ký kênh Thanh Đồng Vlog ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn.